Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Quốc Đạt. Ước mơ của mình là trở thành tỷ phú. Mình là một người đi ngang vào con đường lập trình vì mong muốn là tạo nên được một ứng dụng để dùng cho công việc của cá nhân. Do đó mình rất thấu hiểu được những nỗi khó khăn, những vướng mắc của một tay ngang khi đi vào nghề. Mục đích của mình khi tạo nên những video C# này là để chia sẻ kiến thức mình đã học được với phương châm một lần dạy chính là một lần học, cũng như phát huy tinh thần của Hockey Team ha. Share to be better. Trong các video mình làm, và thực tế đây là video đầu tiên, thì trong các video mình làm mình sẽ đi theo hướng đó là code sẵn và tập trung vào giải thích code, hạn chế tới mức tối đa vừa code vừa nói. Sorry. Xin lỗi các bạn, mình phải dừng lại chút nha. Trong các video mình làm thì sẽ đi theo hướng là code sẵn và tập trung giải thích code, hạn chế tới mức tối đa cái việc vừa code vừa nói để tiết kiệm thời gian. Tất nhiên là đó là các video sau nha. Video đầu tiên này thì mình chưa chuẩn bị gì cả, ngoài việc là giới thiệu cho các bạn một số nét chung về ngôn ngữ mà mình sẽ nói. Vậy thì các bạn đã nhìn thấy rồi, trên màn hình đây là giao diện làm việc của Visual Studio, một IDE được phát triển bởi Microsoft. Đó, vậy thì các bạn cũng đã có thể đoán ra được ngôn ngữ mình sử dụng ở đây là C#. C# thì là một phần của .NET Framework có khả năng tạo ra các ứng dụng hiệu quả, dễ học, có thể là được biên dịch ở trên nhiều nền tảng khác nhau. Đặc biệt là nó được biết đến là một cái ngôn ngữ hướng đối tượng, strongly type. Điều này có nghĩa là mỗi biến khi được mang ra sử dụng đều phải được xác định trước kiểu dữ liệu của nó. Vì ngôn ngữ C# thì đặc biệt là được hỗ trợ rất mạnh bởi IDEA Visual Studio mà mình đang mở cho các bạn nhìn thấy đây ha. Để có thể theo học được cái khóa này của mình thì tất nhiên rồi, các bạn có lẽ là sẽ cần một chiếc máy tính đủ mạnh để có thể cân được ít nhất là Visual Studio 2015 trở lên. Và mình khuyến khích các bạn nên cài bản 2019. Và thực ra ấy thì như máy của mình đây là Core i5 3210. Thực ra nó cũng không mạnh. Và một cái SSD, một cấu hình nó cũng tương đối thôi, không phải là yêu cầu quá cao. SSD và RAM tầm 4GB thôi, CPU thì chắc tàng tàng i3 là chạy được rồi ha. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn nên dùng những cái mới như vậy. Ups. Cá nhân mình thì vẫn khuyến khích các bạn là nên sử dụng những cái mới. Vì sao? Cái mới luôn luôn được cập nhật. Và khi bạn đã tiếp xúc luôn với những cái mới thì giống như đứa trẻ con vậy. Nếu các bạn học cách sử dụng điện thoại từ ngày xưa đi ha, gọi là điện thoại cục gạch. Ok, khi các bạn mới vào mà các bạn học cách sử dụng cục gạch thì cũng tốt thôi. Học được nhiều cái, nhưng thực ra nó không áp dụng được nhiều đâu. Nhưng khi các bạn cầm đến cái điện thoại cảm ứng thì cái phương pháp làm việc nó thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là trong cái bản phiên bản mới nhất của Visual Studio thì người ta hỗ trợ rất nhiều. Và cái IDE lúc này có thể nói là nó đã thông minh hơn. Phải nói thật là nó thông minh hơn. Đó thì các bạn có thể là chúng ta nên bắt kịp thời đại một chút, thường xuyên đọc document thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều hơn. Nói điều này thì có thể đang hơi viển vông quá so với cái level mới bắt đầu thì ok, mình sẽ giới thiệu thêm một chút. Vậy thì một đối với ngôn ngữ C# khi tạo ra cái ứng dụng thì nó có hai dạng, một dạng gọi là CLI, còn một dạng nữa đó là dạng GUI. CLI đó là Command Line Interface, còn một dạng GUI đó là cái form. GUI là Graphic User Interface, là cái form như thế này thì nó hiện form lên như thế này thì nó gọi là GUI ha. Còn cái mà nó chỉ hiện cái đó CMD đó, nó chỉ hiện cái cửa sổ đen thui lùi nè, thì nó gọi là COI hay là CLI hay tiếng Việt GUI và CLI ha. Ok, thế thì
việc chúng ta làm việc sau này sẽ hướng đến chính, đó chính là tạo ra một cái app mình sẽ sử dụng, đó là WinForm. Đó, có rất nhiều cách để có thể tạo ra một cái desktop app. Bạn có thể vào những cái option như sau. Đó, Windows, OK, desktop. Đó, thì nó có một nồi rất nhiều. Thế nhưng mà mình hướng đến cái là WinForm, giao diện kéo thả để cho đơn giản. Các bạn sẽ không phải quá ngộp thở, quá tải. Nếu mà làm WPF thì thực ra mình xem ở trên HowKitTeam mà mình cũng chưa ngấm hết được. Đó, thế nên mình không thể bày các bạn bằng WPF mà mình sẽ bày các bạn bằng WinForm ha. WinForm thì mình cũng làm khá nhiều rồi. Mình sẽ tạo thử một cái này nữa. Đó chính là GUI nằm trong cái này. Trong cái solution là bài 1 giới thiệu. Vậy thì các bạn có thể thấy là hiện nay đây, hiện nay là mình sẽ có hai cái giao diện như thế này. Đúng không ạ? Một cái sẽ là nhập vào màn hình đen thui lùi ạ. Một cái sẽ là GUI. GUI thì nó có gì khác không nhỉ? Không có gì cả. Đây mình thử start. Ok. Mình start cái GUI này lên cho các bạn xem. Đó, bản 2019 thì nó sẽ load chậm hơn. Máy của mình có i5, nếu như mà chạy bản xin lỗi nha. Diệt virus nó kiểm tra chạy lần đầu mà. Máy của mình Core i5, nếu mà chạy cái bản VS 2015 ấy, thì nó chỉ mất khoảng chưa đầy 5 giây. Nhưng cái này thì nó sẽ mất khoảng 20 giây cho lần load đầu tiên. Nó tất nhiên nó lâu hơn rồi, nhưng nó tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái trình gợi ý các thứ nó hiện đại hơn. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là tính năng live share này. Rất hay, các bạn có thể tìm các video khác để xem nó như thế nào. Đây chính là một giao diện GUI. Mà về cái giao diện CLI ha, CLI mình sẽ nhấn này, các bạn sẽ ok, nó hiện lên rồi đấy, sau đó nó tắt đi, coi như chưa từng quen biết, chưa từng xảy ra. Sorry, rất xin lỗi các bạn, sức khỏe có vẻ đang đi xuống. Thế thì cái chỗ này chúng ta cần phải cho một cái hàm để cho nó tạm dừng lại một chút nha. Console.readline. Readline. Đó. Console.readline có nghĩa là tạm dừng lại một tí. Đấy, thì nó phải tạm dừng lại thì mình mới nhìn thấy cái giao diện này. Còn nếu không, nó không thực hiện lệnh gì thì nó chỉ chớp lên rồi nó tắt mất. Rồi, vậy là trong bài đầu tiên này thực ra mình cũng chả giới thiệu gì nhiều cho các bạn cả. Mục đích chính của mình chỉ là giới thiệu bản thân nè, giới thiệu sơ qua một chút về C Sharp. Còn từ những bài sau thì mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể hơn, sẽ có những cái giáo trình, có những tài liệu đính kèm và theo đúng như phương châm của mình. Một lần dạy chính là một lần học và share to be better. Và mình bắt đầu từ How K Team mà. Thì mình sẽ luôn luôn nhớ đến HowKitTeam. Xin chào các bạn nhé.